chụp được muốn đời luôn. Rồi. Nếu mà anh đi vào mùa mưa ấy thì anh sẽ thấy những cái điểm khe hở đó được chảy rất là nhiều. Những cái điểm ngoài này này nó chảy nếu không bắn không chảy xung quanh dần lắm. Chỉ cách đây 3-4 ngày là trời mưa mà. Anh chỉ đi ngày này thì mưa nó nhỏ cho nên là không.